Chào mừng các em đã đến với kênh của chị Hào Sinh. Ngày hôm nay chị Hào Sinh sẽ review tập phim Cuộc chiến trên không. Cùng bắt đầu thôi nào. Shizuka đi ra bãi đất trống thì thấy một cái máy bay đồ chơi của ai đó để quên. Cô vui vẻ chơi cùng chiếc máy bay thì đang tưởng tượng ra một khung trời tươi đẹp, Nobita lại xuất hiện và dập tắt nó. Nobita nhận thấy Shizuka cũng khá thích cái máy bay này và muốn chơi cùng cô, nhưng Shizuka lại rất xấu hổ nên đã từ chối. Hóa ra là Shizuka cũng thích thú với máy bay và cô cũng đọc cuốn sách về phi công. Nobita cũng mượn cuốn sách của Shizuka để ngồi đọc thì có một con ruồi cứ bay qua bay lại, đập mãi mà không được, khiến Nobita rất bực mình. Lúc này lại có một cái máy bay nhỏ bay tới, nó bắn đạn liên tục khiến con ruồi rất đài. Hóa ra chính là Doraemon, cậu ấy đang lái máy bay mini đi chơi, phát hiện Nobita gặp rắc rối nên đã ra tay trợ giúp. Doraemon nhảy ra khỏi máy bay và cậu trở lại như cũ. Nobita khá ngạc nhiên với cái máy bay mini này. Doraemon cũng lấy cho cậu một cái khác, nhưng làm sao để đi vào? Doraemon nói chỉ cần đặt chân lên máy bay thì sẽ vào được thôi. Nobita vừa đặt chân lên, người cậu đã tự động thu nhỏ lại rồi và đã ngồi được vào trong ghế lái. Doraemon chỉ cho Nobita về đạp ga, phanh, cần số để bay lên và hạ cánh, và muốn sang hai bên thì gạt sang bên đó là được. Sau một hồi, Nobita cũng đã thông thạo hơn, giờ chỉ cần bấm nút màu đỏ để khởi động máy bay. Nobita cũng bắt đầu cho máy bay bay lên cao, cậu lao về phía cái bàn. Doraemon nói Nobita hãy kéo cần số về phía sau và Nobita bây giờ cũng đã quen dần. Sau đó, cả hai cùng lái máy bay ra bên ngoài cửa sổ. Vô tình, cuốn sách của Shizuka gấp lại, hiện ra một trang bìa là một cô gái phi công. Hai đứa vẫn đang bay dạo trên bầu trời, nhưng Nobita vẫn chưa thành thạo nên lại gây rắc rối cho chú mèo nhỏ và một số người xung quanh. Nobita nhìn thấy Shizuka đang đi mua khoai lang nướng, cậu muốn rủ cô đi chơi máy bay cùng. Theo sự hướng dẫn của Doraemon, Nobita đã dùng một làn khói văn bản nhắn cho Shizuka hãy ra bãi đất trống. Sau khi đọc được lời nhắn ấy, Shizuka lại cảm thấy vô cùng xấu hổ vì đã để cho Nobita bắt gặp cảnh mình đi mua khoai lang nướng. Tại bãi đất trống, Chan đang chấn lột cái máy bay của Sunio. Mặc dù rất cố gắng nhưng Sunio cũng không thể làm gì nổi Chan hết. Nobita và Doraemon thấy vậy thì đã hợp tác cùng nhau để Sunio lấy lại đồ chơi. Tranh thủ họ cũng trừng trị cho Chan một trận cho chừa cái thói hung bạo và bắt nạt người khác. Mọi người rất ngạc nhiên và vui mừng. Doraemon lấy ra máy bay khác để cho các bạn cùng chơi. Và họ cũng không hề hay biết Chan vẫn đang rình mò ở phía xa. Ba đứa con trai đã chọn cho mình những chiếc máy bay ưng ý rồi. Nobita nói Shizuka hãy chọn cho mình một chiếc đi. Nhưng Shizuka lại rất e ngại vì cô là con gái mà chơi máy bay thì hơi kỳ. Sau một hồi nghe ý kiến khuyên bảo của các bạn và Nobita cũng đồng ý sẽ đi cùng với Shizuka, thì cô cũng quyết định chọn một chiếc máy bay màu đỏ do Doraemon đã giới thiệu. Bọn họ đang mải nói chuyện mà không hề hay biết Chan đã lén lấy trộm mấy cái máy bay rồi. Khi cả bọn quyết định sẽ chơi một cuộc thi, đó là đua máy bay về đích xem ai sẽ bay nhanh hơn, thì Doraemon phát hiện ra đã bị mất hai chiếc máy bay rồi. Giờ cậu ta chỉ còn một cái máy bay cũ rích mà thôi, nhưng thôi vẫn dùng được. Cả bọn cùng nhau khởi động và bắt đầu xuất phát. Nhưng có vẻ chiếc máy bay của Doraemon có vấn đề rồi, nó còn kèm theo một giải quảng cáo nữa chứ. Dẫn đầu là Sunio, cậu ta bay sát mặt đất khiến cho mọi người đi đường phải hoảng sợ. Đằng sau cậu chính là hai chiếc máy bay đang bám sát. Máy bay của Shizuka và Nobita thì vẫn bay chậm rãi, ngắm nhìn khung trời tươi đẹp xung quanh. Họ rất vui vẻ và không hề có chút tranh đua cho cuộc thi này. Và đằng sau cùng là máy bay của Doraemon, tuy rất te tua cũ mềm nhưng dùng để ngắm cảnh thì cũng rất ok đấy. Sunio và hai bạn nam vẫn đang bay với tốc độ rất nhanh, còn lượn lách đánh võng nữa chứ. Nhưng ba chiếc máy bay vẫn đang đuổi theo sát nhau rất kịch liệt. Một chiếc máy bay lạ liền xuất hiện, tấn công bất ngờ vào máy bay của Sunio, khiến cậu ta bị lạc tay lái, tông vào tấm biển quảng cáo rồi lại rớt xuống tấm bạt máy hiên. Máy bay của hai bạn nam kia cũng không thoát khỏi sự tấn công, họ bị đâm và rớt xuống đất. Còn Chan điều khiển máy bay đi hướng khác, thế là ba người kia đã bỏ cuộc và đi về. Nhóm Doraemon lúc này cũng đã phát hiện ra Chan rồi. Doraemon kêu các bạn hãy đi trốn, còn mình sẽ ở lại chiến đấu với Chan. Khi cậu ta tấn công Doraemon thì Doraemon đã chuẩn bị sẵn sàng và dễ dàng né được những đợt đạn đầu tiên. Giờ thì Doraemon sẽ phản công lại bằng súng không khí nhưng cũng không hề xi nhê gì. Lần này thì không kịp trở tay nữa và ăn nguyên một đợt đạn thứ hai, khiến cho máy bay cà tàng của cậu không chịu nổi nữa và phát nổ. Doraemon rơi xuống, may mà có cái dù nên coi như là tạm an toàn. Giờ chỉ còn lại Shizuka và Nobita nữa thôi. Chan đã đuổi kịp hai người họ rồi. Nobita lo lắng không biết phải làm sao đây. Shizuka giúp cậu bình tĩnh lại và cô bé sẽ chiến đấu tới giây phút cuối cùng. Shizuka né được đợt đạt đầu tiên, nhưng mà Nobita lại rất hoảng hốt. Cậu bấm nhầm vào nút gửi tin nhắn khói văn bản. Shizuka lợi dụng vào đó và để cầm chân Chan được một lúc, Nobita phát hiện ra một khẩu súng, thì cũng là lúc Chan đã đuổi kịp họ và hắn bắt đầu nã đạn.
Hai cái máy bay đang đuổi nhau sát đít, không ai chịu từ bỏ. Nobita lợi dụng tay bắn súng của mình, tưởng đã chiến thắng rồi, nhưng cha An đã thoát được trong gang tấc và nhắm thẳng hai quả tên lửa về phía máy bay của họ. Shizuka đã né được, nhưng chiếc tên lửa vẫn bám theo sát họ. Chúng bám sát mục tiêu cho tới khi phát nổ thì mới dừng. Doraemon cũng đang lên cái thân tàn của mình thì thấy bọn Shizuka, cậu đã dùng loa để giúp sức cho hai người, thế nhưng cũng không có ích gì hết. Tay súng thiện xạ Nobita liền ra tay, nhưng hai tên lửa vẫn né được hết. Shizuka quyết định lần này cô sẽ đánh liều một phen, lao thẳng về cái lò nướng khoai kia. Khi đã sắp tới nơi, cô nhanh tay bẻ lái khiến Nobita sợ tái cả mặt. Hai cái tên lửa cũng không kịp đổi hướng bay và bay thẳng vào cái lò phát nổ. Doraemon và các bạn thất cơ chiến thắng, máy bay của Shizuka đã hạ cánh rồi. Cả bọn đập tay ăn mừng về chiến thắng này. Cha An lúc này cũng đã đổi hướng bay khác, hạ cánh trên đỉnh tháp Tokyo để ngắm nhìn cảnh đẹp. Lúc phấn khích quá, cậu ta lại lỡ tay để làm rơi cái máy bay xuống đất. Cả nhóm Doraemon đang vui vẻ đi về nhà, đi qua mấy cái TV thì họ rất ngạc nhiên. Quay lại nhìn thấy cha An lại đang xuất hiện trên TV mới hay chứ. Đội cứu hộ đã phát hiện ra một cậu bé ngồi ôm đỉnh tháp khóc lóc và họ đã điều khiển máy bay trực thăng tới để giải cứu. Cả đám rất ngạc nhiên nhưng cũng đầy hả hê. Cho cha An chừa cái tội thích phá đám bạn bè đi, giờ thì cậu ta đã có thời gian để ngồi suy nghĩ về những trò nghịch dại của mình rồi nhé. Vậy là tập phim đến đây là hết rồi. Cảm ơn các em đã theo dõi video của chị. Nếu thấy hay hãy nhớ like và bình luận ở phía bên dưới. Hẹn gặp lại các em ở những tập phim tiếp theo. Xin chào tạm biệt.